Xin chào các bạn, nhắc tới Halloween là người ta sẽ nghĩ ngay tới một lễ hội nổi tiếng ở phương Tây khi mà người người nhà nhà đều hóa trang thành những ma quỷ hay là phù thủy trông rất là đáng sợ và kinh dị. Tuy nhiên, quen thuộc là như vậy nhưng liệu các bạn có biết bí ẩn về những biểu tượng rùng rợn trong ngày lễ Halloween có điều gì đặc biệt? Sự thật kinh hoàng về tục hóa trang của Halloween bắt nguồn như thế nào? Và bí ẩn về những lễ hội bí ngô siêu to khổng lồ có điều gì khác thường đây? Còn chần chờ gì mà không cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá 8 bí ẩn ly kỳ và đáng sợ về ngày lễ Halloween. Đầu tiên chúng ta hãy cùng giải đáp thắc mắc tại sao người ta phải hóa trang. Các bạn thân mến, để giải thích cho câu hỏi này, chúng ta phải lật lại lịch sử ra đời của ngày lễ. Như chúng ta đã biết, Halloween là một ngày lễ phổ biến của phương Tây được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Tên gọi Halloween xuất hiện từ khoảng năm 1745 và bắt nguồn từ Kitô giáo. Từ Halloween có nghĩa là buổi tối linh thiêng hay thánh thiêng, xuất phát từ thuật ngữ All Hallow Eve, tức là buổi tối vọng lễ trư thánh của Scotland. Và theo thời gian thì nó đã trở thành cái tên đó là Halloween. Bên cạnh đó thì Halloween cũng bắt nguồn từ một lễ hội thu hoạch và đón năm mới của người Celtic cổ ở châu Âu. Các nghi lễ đón Halloween khá là giống với lễ hội Samhain. Khi mà vào ngày này, người ta tin rằng mỗi năm một lần sẽ có cánh cửa mở giao thoa giữa hai thế giới của người sống và người chết. Các linh hồn ma quỷ có thể bằng cánh cửa đó mà đi lại giữa người sống và người chết một lần nữa. Bởi vậy, linh hồn người thân của họ có thể trở về đoàn tụ, ăn mừng cùng với gia đình. Nghe cứ như là tháng cô hồn của phương Đông vậy. Tuy nhiên, những linh hồn tà ác cũng có thể đi qua cánh cổng này để ăn thịt con người, làm hại người dân. Vì vậy, để chúng không nhận ra, mọi người sẽ hóa trang thành hình thù kỳ dị như là quái vật, ma cà rồng hay là phù thủy, ác quỷ để che giấu hoặc là khiến cho chúng bối rối. Và cuối cùng là bỏ đi mà không hại con người. Trong ngày lễ đặc biệt này, các linh mục Celtics sẽ đốt những đống lửa thật to để ăn mừng, làm thành một buổi lễ tiệc lớn cho mọi người. Họ cũng để lại bánh kẹo, rượu thịt và các thức ăn ngoài đường cho những linh hồn tà ác dùng trước khi chúng trở về vùng đất bên kia. Ngày lễ Halloween với mục đích là mặc trang phục giống ma quỷ chính là để tránh âm hồn ma quỷ nhập vào người. Trong tâm những người mặc trang phục này luôn có một niệm là bài trừ ma quỷ và cũng là tôn vinh các vị thánh, cứu rỗi cho những linh hồn tội lỗi mong sớm được siêu thoát. Và trong ngày lễ này thì có vô số những biểu tượng kinh dị xuất hiện hàng loạt, nhưng mà ý nghĩa về nó thì không phải ai cũng biết. Thứ hai, bí ẩn rùng rợn về biểu tượng quen thuộc của lễ Halloween. Những biểu tượng huyền bí thể hiện quan niệm về thế giới ma quỷ, chết chóc của Halloween đã có từ lâu đời. Trong ngày lễ Halloween, thường sẽ xuất hiện những thứ như là nhện, mèo đen, rơi, phù thủy, vạc dầu, linh hồn vân vân. Vậy ý nghĩa của chúng là gì? Đầu tiên đó chính là mèo đen. Mèo đen thường được coi là biểu tượng của điềm gở từ thời Trung Cổ. Và thời đó thì mèo đen được coi là loài vật gắn liền với ma thuật, đen tối và quỷ dữ. Một truyền thuyết kể rằng quỷ Satan đã biến thành một con mèo khi kết nối với quỷ dữ. Tiếp đó là bộ xương người. Bộ xương người là một trong những hình ảnh thường thấy trong dịp Halloween. Nó được sử dụng để tượng trưng cho sự chết chóc. Tiếp đó là biểu tượng con rơi. Theo truyền thuyết, rơi rất thích hút máu người và có thể biến thành ma cà rồng trong đêm diễn ra lễ hội Halloween. Người ta nói rằng nếu ai nhìn thấy một con rơi vào trong đêm Halloween thì đó chính là điểm xấu. Tiếp đó là hình ảnh con cú. Đây là một hình ảnh rất phổ biến. Vào thời Trung Cổ ở châu Âu, cú được cho là phù thủy. Nghe thấy tiếng cú kêu chính là điểm báo sắp phải đón nhận cái chết. Và đương nhiên không thể thiếu loài nhện. Cả nhện và mạng nhện thì đều khiến liên tưởng tới sự tăm tối và u ám. Và đặc biệt không thể thiếu đi màu sắc chủ đạo cho ngày lễ này chính là màu đen và màu cam. Màu cam thì đại diện cho mùa màng, còn màu đen thì tượng trưng cho bóng tối của ngày Halloween. Và chắc chắn là không thể bỏ qua được những quả bí ngô rực lửa với những khuôn mặt quỷ đáng sợ. Nhưng tại sao lại đặt lửa với bên trong quả bí ngô nhở? Có lý do cả của nó đấy. Thứ ba, nguồn gốc ngọn lửa trong quả bí ngô. Các bạn thân mến, trong truyền thuyết của người Iceland có một nhân vật có tên là Stingy Jack. Jack là một kẻ nghiện rượu, thường ăn trộm đồ của dân làng và bị mọi người ghét bỏ, đánh đuổi. Không những vậy, anh ta còn vô cùng tham lam, bủn xỉn, thường cất giấu tiền bạc, keo kiệt không bố thí cho ai chút gì. Jack thậm chí đã mời ác quỷ đi uống rượu với mình. Tuy nhiên, Jack lại không muốn chịu trả tiền đồ uống nên đã thuyết phục ác quỷ biến thành một đồng xu để có thể mua đồ uống. Trong một lần khác, Jack lại lừa ác quỷ leo lên cây hái quả. Nhưng lần này, khi con quỷ lên cây, Jack đã khắc dấu thánh giá vào vỏ cây để ác quỷ không thể xuống được. Cho đến khi ác quỷ hứa với Jack là không làm phiền anh ta trong 10 năm và không được bắt linh hồn của Jack. Và thật không may thì Jack chết. Tuy nhiên, với bản tính xấu xa này, thiên đường đã từ chối cho Jack tiến nhập. Và địa ngục thì cũng chẳng chớ chấp bởi vì lời hứa của quỷ với Jack.
linh hồn của Jack cứ quanh quẩn chẳng biết đi đâu về đâu. Vì vậy mà Jack đã xin quỷ chút lửa để soi đường. Cuối cùng thì quỷ thương tình đã ném cho hắn một hòn than lấy từ bếp lửa địa ngục không bao giờ tắt. Jack bỏ hòn than vào trong củ cải đỏ khoét rỗng, khắc hình mặt quỷ. Và cứ thế là Jack đi lang thang trong ranh giới thực hư giữa thiên đàng và địa ngục với chiếc đèn lồng trên tay. Từ đó thì cứ mỗi mùa Halloween về, người nông dân ở các ngôi làng Iceland lại khắc những chiếc đèn lồng bằng củ cải để xua đuổi linh hồn của Jack và những bóng ma lang thang khác. Sau này khi nhập cư vào Mỹ, người Ireland đã thay bằng quả bí ngô có khắc hình mặt người rùng rợn với ngọn nến được thắp sáng. Vậy nên, ngọn lửa này mang một ý nghĩa rất đặc biệt, chính là để xua đuổi những linh hồn xấu xa. Thôi thì nói nhiều về ma quỷ rồi, chúng ta cùng khám phá những lễ hội bằng bí ngô hàng nghìn cân trong mùa chuẩn bị Halloween có gì hot nha. Thứ tư, lễ hội bí ngô siêu khổng lồ hoành tráng. Như đã nói ở trên, bí ngô là một biểu tượng rất quen thuộc trong ngày lễ này, nên không quá bất ngờ khi phương Tây thường có rất nhiều cuộc thi trồng bí ngô siêu to khổng lồ để chuẩn bị cho sự kiện đó. Từ các nước như Canada, Đức, Pháp, Anh hay là Mỹ v.v. đều tổ chức lễ hội bí ngô nhằm tìm ra quán quân cho quả bí nặng nhất. Nhìn tấp nập người đem bí ngô từ vài chục cân, vài trăm cân, thậm chí là hàng nghìn cân cũng có. Những quả bí ngô đạt chiến thắng sẽ được đem đi điêu khắc, triển lãm trong lễ Halloween chính thức. Và tưởng chừng như bí ngô chỉ có ở trời Tây, thì Việt Nam với khí hậu nóng ẩm, ấm áp cũng cho ra lò được hàng ngàn quả bí siêu bự, khiến ai cũng bất ngờ. Còn những trái bí ngô nho nhỏ thì được điêu khắc thành đủ khuôn mặt dị hợm, thắp đèn sáng lung linh trong đêm tối. Uầy, nhìn siêu khủng thật đấy. Đã bao giờ các bạn được nhìn thấy những quả bí to như thế này chưa? Chứ mình khi mà đi vào siêu thị là mình nhìn thấy rất là nhiều nơi bày rồi đấy. Bạn nào được tận mắt ngắm những quả bí ngô khổng lồ như vậy rồi thì comment ngay thấy rồi để xác nhận nha. Và tiếp theo là một chuyên mục mà được rất nhiều các bạn nữ đón chờ, đó chính là xem bói tìm người yêu. Nhưng nghe nói rất là rùng rợn đấy. Thứ 5, xem bói qua gương tìm người thương. Trước khi bắt đầu cho mình hỏi mẫu người thương lý tưởng của các bạn là như thế nào thì comment ngay tiêu chí tuyển nửa kia xem có ai phù hợp không nhá. Chứ còn trong lễ Halloween của trước đây, người ta có cách xem bói gương tìm người thương, nhưng mà mình thấy nó lạ lắm các bạn ạ. Theo tìm hiểu, nghi lễ dựng tóc gáy này diễn ra vào lúc nửa đêm của ngày lễ Halloween, ngày 31 tháng 10. Các cô gái cầm trên tay mình một chiếc gương tay và một cây nến, tắt hết đèn đóm trong nhà, sau đó bước lên cầu thang từng bước một, hoặc là có thể ngồi trong một căn phòng tối, khuôn mặt của người chồng tương lai sẽ hiện dần ra trong gương. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu nó xuất hiện một cái sọ người hoặc một cái xác mục giữa thì có nghĩa là cô gái sẽ chết trước khi lấy được chồng. Khiếp thôi, thế nên là có cho tiền thì mình cũng chẳng dám chơi, vạn sự tùy duyên thôi. Chứ đang chơi tự nhiên hiện ra cái hộp sọ có mà khóc thét, lăn đùng ngã ngửa mà ngất mất thôi. Và tiếp theo là bí ẩn một nhân vật quá quen thuộc nhưng thực sự không phải ai cũng biết rõ. Thứ 6, bí ẩn đáng sợ về phù thủy. Các bạn thân mến, phù thủy được cho là một người phụ nữ có sức mạnh siêu nhiên, thường mặc quần áo màu đen, mũi nhọn, khoằm và cưỡi chổi bay. Vào đêm lễ hội hóa trang Halloween, rất nhiều người hóa thân thành phù thủy. Về sức mạnh cụ thể thì nó có rất nhiều khả năng siêu nhiên như bói toán, gọi hồn, giải hạn, chữa bệnh hay là nguyền rủa vân vân. Vào thời Trung Cổ, người ta tin rằng phù thủy có một sức mạnh to lớn khi có thể gây ra dịch hạch và bão, gây ra băng giá và nạn ốc sên, sâu bọ, hủy hoại hạt giống nên thường bị thiêu sống khi mà bị phát hiện. Nói chung, nghe tới phù thủy là ai cũng không ưa nổi rồi. Phù thủy đại diện cho nỗi sợ và bóng đêm, đặc biệt là trong lễ Halloween, sức mạnh và quyền năng của phù thủy sẽ mạnh nhất. Người ta cho rằng phù thủy liên minh với ma quỷ. Hình ảnh của phù thủy cưỡi chổi bay qua mặt trăng là một trong những biểu tượng truyền thống của Halloween. Và tiếp theo, hãy cùng khám phá hàng loạt những bí ẩn rùng rợn đáng sợ về Halloween đã bị chôn giấu bấy lâu nay. Thứ 7, sự biến dị của Halloween hiện đại và hậu quả đáng sợ. Như đã nói ở trên, nguồn gốc và ý nghĩa của Halloween lúc ban đầu chính là để tôn vinh các vị thánh, nhớ đến linh hồn của những người thân đã khuất và cũng là để xua đuổi đi những linh hồn ma xấu xa. Nhưng mà ngày nay thì hầu hết mọi người không ai ăn mừng cho mục đích tôn vinh giá trị tốt đẹp mà đã biến nó trở thành một dịp ăn chơi trác táng, biến mình và coi mình trở thành ma quỷ cùng với rất nhiều những hoạt động điên cuồng biến dị. Bạn có biết nhà thờ Satan giáo nói gì về ngày lễ Halloween hay không? Họ đã nói rằng, chúng tôi coi ngày lễ này là đêm mà con người thế gian cố gắng vươn tay vào bên trong và chạm vào bóng tối. Chẳng vậy mà những người theo đạo Công giáo chính thống, họ không chấp nhận lễ hội này vì nó chẳng khác gì lễ hội tôn sùng ma quỷ mà phản lại lời của Chúa dạy. Vậy thì mặt trái của lễ hội này là gì? Trước tiên, chúng ta hãy cùng nói về trò chơi Trick or Treat.
Câu này có nghĩa là nếu không muốn chúng tôi chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi, và chủ nhà khi đó phải bỏ kẹo hoặc là tiền xu cho lũ trẻ con. Theo như linh mục John Flader Mỹ chia sẻ, khi còn là một đứa trẻ, tôi lớn lên trong phong tục ở Mỹ, nơi mà trò này hoàn toàn vô hại và tạo ra nhiều niềm vui cho mọi người. Nhưng sau này, khi quan sát và cảm nghiệm, tôi đã giật mình khi thấy một vài đứa trẻ đối xử với người lớn thế nào khi họ không cho chúng kẹo hoặc điều chúng muốn. Chúng sẽ chửi rủa, nghịch phá hoặc làm bẩn nhà của gia chủ. Trò chơi vốn dĩ vui vẻ thì nay đã bị biến tướng thành một trò bảo kê, gieo vào đầu trẻ khiến chúng biết vòi vĩnh, đe dọa người ta nếu như không hào phóng và đáp ứng cho chúng một điều gì đó. Hay như tục hóa trang xấu như ma như quỷ. Người bình thường có thể nghĩ rằng hóa trang trong dịp Halloween là việc vui chơi thuần khiết, nhưng thực chất tự dưng biến mình trở nên xấu xí cũng chính là hướng tâm hồn của chúng ta đến sự sở hữu và ảnh hưởng bởi những thế lực quỷ ám. Mặc dù nguồn gốc của tục lễ này là để ma quỷ tránh nhận ra người mà xua đuổi chúng đi, nhưng đây không phải là cách hiệu quả, bởi vì ma còn sợ rất là nhiều thứ, ví dụ như là cây thập tự giá này, ánh sáng hay là những thiên thần. Mà ăn mặc như chúng thì khác gì nhận chúng là đồng loại. Rồi thì ngày nay người ta còn ra đường vui chơi nhảy nhúa hét hò cuồng loạn, không ai có thể nhận ra được đâu là người và đâu là quỷ. Nhất là nhiều đứa trẻ với tâm hồn ngây thơ non nớt, chúng sẽ không thể phân biệt được mà lại nghĩ rằng người và quỷ cũng như nhau. Chưa kể trong dân gian các cụ đã dạy rồi, việc hóa trang nguệch ngoạc, đầu lâu xương trắng, máu me đầy người chính là những phương thức chiêu mời ma quỷ, hủy hoại thân thể. Bởi vậy, người xưa luôn cấm con cháu vẽ bậy lên mặt trước khi ngủ. Đặc biệt, những người có đức tin vào thần, vào Chúa, người ta tin rằng con người là do thần tạo ra, chiều theo hình tượng của phần. Thế nên, khi một người hóa trang thành ma quỷ hay những con vật quái dị, thì người đó đã vô tình, hữu ý phạm phải tội vô cùng to lớn, đó chính là báng bổ thần, và phải chịu nghiệp báo rất đáng sợ. Và kinh hoàng hơn là hàng loạt những vụ thảm sát đẫm máu diễn ra bởi chính những thói vui được cho là trừ tà xua đuổi ma quỷ kia. Thứ 8, những vụ thảm án kinh hoàng. Đầu tiên, phải kể đến vụ thảm án xảy ra vào đêm Halloween định mệnh năm 1994. Sau khi xin kẹo xong, Tony cùng chị gái, dì và mẹ đang trên đường trở về nhà. Thì bất ngờ, một người đàn ông trong trang phục hóa trang tiến đến, rút súng và bắn thẳng vào gia đình Tony, khiến cậu bé thiệt mạng và những người khác bị thương. Sau đó, cảnh sát vào cuộc điều tra, nhưng lực bất tòng tâm do đa phần hóa trang kỳ dị nên không một nhân chứng nào có thể xác định được danh tính thật của nạn nhân. Chưa kể sau khi gây án, hung thủ đã nhanh chóng cao chạy xa bay và đến nay vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Bên cạnh đó, còn là hàng loạt những vụ mất tích bí ẩn trong đêm Halloween, có thể kể đến như Marvin Alvin Clark, một người đàn ông Mỹ 70 tuổi đã biến mất trong một hoàn cảnh bí ẩn khi đang trên đường đến thăm con gái của mình ở Portland, Oregon vào cuối tuần Halloween năm 1926. Hay như trường hợp của David Stone, một nhân viên siêu thị sống ở Granite Peak, New Mexico, cũng đã biến mất một cách kỳ lạ vào dịp Halloween năm 1988. Tất cả đều lợi dụng dịp hóa trang, không ai nhận ra ai với ai và cũng chẳng ai đề phòng để mà gây án. Nên là cho đến nay, kể cả người bị hại cho đến hung thủ đều không ai biết họ sống chết như thế nào. Nói tóm lại thì Halloween thực sự không vui vẻ và tốt đẹp như chúng ta vẫn tưởng. Các bạn thân mến, vừa qua chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá được rất nhiều những điều ly kỳ thú vị nhưng không kém phần đáng sợ liên quan đến ngày lễ Halloween, một trong những lễ hội vô cùng nổi tiếng của các nước phương Tây. Và thực sự là có rất nhiều điều mà chúng ta thực sự là đã bị che giấu bấy lâu nay mà không hề hay biết. Các bạn cảm thấy bất ngờ nhất với sự thật nào kể trên? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, đừng quên dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.